Quý vị đang theo dõi chương trình Tin Sáng. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên ngày 3 tháng 5. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các kết quả từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, gọi tắt là Fed. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số AS200 của Úc và chỉ số Shanghai của Trung Quốc giảm lần lượt là 0,98% và 0,25%. Thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ. Tại thị trường Úc, nhóm ngân hàng và nhóm ngành khai khoáng dẫn đầu đã giảm. Cụ thể, cổ phiếu của ngân hàng ANZ giảm 2,79% sau khi công bố báo cáo tài chính vào hôm thứ Ba vừa qua, với lợi nhuận nửa đầu năm tài chính chỉ đạt 3,34 tỷ đô la Úc, thấp hơn so với mức mong đợi 3,49 tỷ đô la Úc. Trong khi đó, cổ phiếu của ngân hàng Commonwealth và ngân hàng quốc gia Úc cũng giảm lần lượt 1,7% và 2,7%. Không khá khẩm hơn, nhóm ngành khai khoáng cũng giảm điểm với cổ phiếu của BSP Billiton giảm 2,31%, Rio Tinto giảm 0,95%, Alessio Gold giảm 3,35% và Woodside Petroleum giảm 0,50%. Cổ phiếu của tập đoàn viễn thông Vocus giảm tới 27,16% sau khi công ty cắt giảm triển vọng lợi nhuận cho năm 2017. Trong phiên giao dịch theo giờ châu Á, giá dầu thô của Mỹ tăng 0,8% sau khi đã giảm tới 2,4% vào phiên trước đó. Giá dầu Brent cũng tăng gần 0,9% sau khi sụt giảm 2,3% trong phiên trước. Vừa qua, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại quận tài chính của Toronto ở Canada. Các cơ quan chức năng Canada đã lên tiếng nghi ngờ nguyên nhân chính ở đây có thể là do trục trặc ở một trạm biến thế. Một vụ nổ đã bất ngờ xảy ra và làm náo loạn cả quận tài chính của Toronto, Canada. Khói đen bốc ra kính trời, các cảnh sát đã kịp thời di tản người dân và đóng cửa khu vực kinh doanh trong vùng. Cơ quan cứu hỏa Toronto cho biết vụ nổ này có thể do một trạm biến thế gây ra. Khói đen bao trùm mịt mù góc đường King and Bay, ngay trong trung tâm tài chính của thành phố. Các cảnh sát Toronto cho biết không có trường hợp thương vong nào xảy ra và xe chữa cháy đã thi hành nhiệm vụ rất kịp thời. Người dân khu vực này một phen hoảng hốt vì vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm buổi chiều. Vào ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 vừa qua, thì đông đảo người dân đã tập trung tại quảng trường Foley trước tòa thị chính thành phố New York để lên tiếng đòi lại quyền lợi và sự quan tâm từ chính phủ cho dân nhập cư cũng như giới lao động. Giới lao động nhập cư và các đồng minh của họ, các tổ chức lao động và ngay cả công dân Mỹ đều đồng lòng đứng lên giơ cao các biểu ngữ slogan để phản đối chính sách nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bên cạnh đó, họ cũng bày tỏ nguyện vọng được hưởng một chế độ lao động tốt hơn. Nhóm biểu tình đã hô to khẩu hiệu phản đối bằng cả hai thứ tiếng Anh và Tây Ban Nha: công nhân đồng lòng là bất diệt. Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio, là một trong những người đi đầu trong các buổi meeting với tên gọi lần lượt là Đứng lên New York, quyền nhập cư và quyền công nhân. Ông cũng đã dắt đám đông trong các cuộc biểu tình phong trào đòi quyền lợi này. Theo ông, 100 ngày đầu tiên nắm giữ chức tổng thống, ông Donald Trump thực sự không thể thay đổi linh hồn của nước Mỹ và những giá trị sẵn có, cũng như các mối lo toan của Mỹ chẳng hề thay đổi. Cũng theo ông Blasio, New York hiện đang ghi nhận mức đăng ký nhập cư cao nhất trong thế kỷ vừa qua và tỷ lệ thất nghiệp đạt ngưỡng thấp nhất trong vòng 4 thập kỷ. Tính đến thời điểm hiện tại, ông cho rằng dân nhập cư đã góp một phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng thành phố New York. Ông và chính quyền New York cũng đang dốc sức hỗ trợ người dân lấy lại sự công bằng và giải quyết những trường hợp bị trục xuất theo cách nhân văn nhất. Tôi là một giáo viên tiếng Anh cơ bản và học sinh của tôi đều thuộc diện nhập cư và tôi cảm thấy khá sợ hãi với những điều đang xảy đến cho bọn trẻ lúc này. Thực ra trong số các học sinh của tôi có hai bạn đã được mẹ đưa trở về Mexico, mặc dù chúng được sinh ra ở Mỹ. Chúng là công dân Mỹ, tuy vậy mẹ của chúng vẫn chưa được chính phủ Mỹ công nhận việc thường trú, là họ rất lo lắng nếu chẳng may họ bị trục xuất thì bọn trẻ sẽ như thế nào. Được biết thì New York là thành phố duy nhất chứng kiến tình trạng phân biệt đối xử dữ dội kể từ sau sự kiện biểu tình vào ngày 1 tháng 5 2006 để chống lại luật nhập cư hiện hành. Quốc tế lao động giờ đây đã trở thành ngày quan trọng đối với dân nhập cư ở Mỹ, là dịp để họ cùng hợp sức và đấu tranh cho quyền lợi cũng như cuộc sống của họ. Các ngân hàng đa quốc gia dự định sẽ chuyển một phần hoạt động từ Anh về các thành phố khác tại châu Âu sau khi Anh rời Liên minh châu Âu EU. JP Morgan đang lên kế hoạch chuyển hàng trăm nhân viên ngân hàng làm việc tại London sang các chi nhánh mở rộng tại Dublin, Frankfurt và Luxembourg để đảm bảo khả năng tiếp cận khối thị trường chung EU sau khi Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit. Các ngân hàng quốc tế lớn tại Anh cũng đang chuẩn bị chuyển các phần hoạt động khỏi London sang các cơ sở mới hoặc cơ sở mở rộng ở châu Âu sau khi Thủ tướng Anh Theresa May kích hoạt cơ chế chính thức trong tiến trình đưa Anh rời Liên minh 28 nước châu Âu. Đó là tổ chức cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên với EU về Brexit vào ngày 26 tháng 4. Trước khi Anh tổ chức kỳ trưng cầu dân Ý vào tháng 6 năm ngoái về việc nước Anh ở lại hay rời khỏi EU, Giám đốc điều hành JP Morgan, Jamie Dimon, cũng đã nói với các nhân viên ở Anh rằng khoảng 4.000 người có thể sẽ phải di dời. Các ngân hàng như Deutsche Bank, Barclays và Goldman Sachs cũng rục rịch chuẩn bị trước khi Anh rời EU vào tháng 3 2019. Tuần trước thì Deutsche Bank cho biết có thể sẽ chuyển 4.000 nhân viên khỏi London. Barclays thì nói sẽ khởi động kế hoạch trong 6 tháng nữa, còn Goldman Sachs có thể di dời nhân viên vào năm tới. Các địa điểm được chọn để chuyển tới thường là Frankfurt và Dublin. Standard Chartered và Barclays đang cân nhắc chọn thủ đô Dublin của Ireland làm hội sở châu Âu, trong khi Goldman Sachs và Morgan Stanley đang cân nhắc trung tâm tài chính Frankfurt của Đức. Luxembourg đang ngày càng được các công ty bảo hiểm và quản lý tài sản ưa chuộng, trong đó có tập đoàn bảo hiểm Mỹ AIG. Tập đoàn này thông báo trong tháng 3 rằng họ đang dự định mở hoạt động tại đây. Thưa quý vị, tập đoàn khổng lồ SNA của Trung Quốc vừa tăng cổ phần trong ngân hàng Deutsche Bank lên tới gần 10% và trở thành cổ đông lớn nhất của ngân hàng đầu tư lớn nhất châu Âu này.
tập đoàn HNA hoạt động trong lĩnh vực hàng không và khách sạn vừa tăng cổ phần trong ngân hàng Deutsche Bank của Đức lên 9,92%, giành ngôi vị cổ đông lớn nhất từ tay tập đoàn quản lý đầu tư Mỹ BlackRock. Hồi tháng 2, HNA thông báo sở hữu 3% cổ phần Deutsche Bank và cho biết sẽ tăng cổ phần lên dưới 10%. Đến tháng 3, tập đoàn này cho biết họ đang sở hữu gần 4,8% cổ phần của Deutsche Bank. HNA đã bỏ ra 30 tỷ đô la cho thương vụ này trong năm qua. Giám đốc điều hành của Deutsche Bank, ông John Bryan, đang tập trung vào việc phục hồi tăng trưởng cho ngân hàng sau khi vật lộn với những thiệt hại do các điều tra pháp lý và cáo buộc vi phạm. Tháng trước, ngân hàng đã bán thêm 8 tỷ euro, tức 8,8 tỷ đô la Mỹ tiền cổ phiếu, để tăng vốn sau khi từ bỏ kế hoạch bán ngân hàng bán lẻ Deutsche Bank của họ. Tập đoàn HNA của Trung Quốc đang trên đà mua lại cổ phần từ các công ty lớn trên thế giới. Họ vừa mua cổ phần từ chuỗi cửa hàng miễn thuế Dufry AG của Thụy Sĩ, công ty Logistics CWT của Singapore và tập đoàn khách sạn đa quốc gia Hilton. Microsoft vừa trình làng phiên bản mới của hệ điều hành Windows 10, có tên gọi là Windows 10S, nhắm tới thị trường laptop giá rẻ cho sinh viên và học sinh. Hãng Microsoft hôm 2 tháng 5 vừa ra mắt Windows 10S, một phiên bản rút gọn của hệ thống điều hành Windows 10, nhắm tới thị trường laptop giá rẻ cho học sinh sinh viên nhằm mục đích cạnh tranh với hệ điều hành Chrome OS của Google. Microsoft cho biết tại một hội thảo về giáo dục của New York rằng phiên bản Windows 10S tương thích trên điện thoại di động và laptop và có một ứng dụng đăng nhập đơn giản cho phép các trường học thiết lập máy tính cho học sinh trong các lớp học nhanh hơn. Hãng cũng đã hợp tác với các công ty máy tính như Acer, Asus, Dell, Fujitsu, Toshiba, HP và Samsung để cung cấp máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 với giá rẻ cho sinh viên học sinh từ 189 đô la Mỹ. Trong khi đó, mẫu laptop mới của hãng là Surface Laptop chạy hệ điều hành Windows 10S sẽ được bán với giá 999 đô la. Phiên bản mới của hệ điều hành Windows 10 ra mắt vài ngày sau khi Microsoft công bố doanh thu quý 3 thấp hơn ước tính của Wall Street vì doanh số bán laptop và tablet Surface giảm mạnh trước sự cạnh tranh của các đối thủ. Hãng cũng đã giới thiệu một sự thay đổi đáng kể trong phiên bản trò chơi Minecraft dành cho giáo dục để giúp sinh viên học sinh học các kỹ năng viết code thông qua trò chơi nổi tiếng này. Phiên bản mới của Minecraft sẽ ra mắt trong năm học mới.